Xin chào anh em, trên màn hình chính là mẫu xe Suzuki Stelvio 2022 đang rất được chờ đợi tại Ấn Độ. Trước ngày ra mắt chính thức vào mùng 10 tháng 11 tới đây thì lô xe Stelvio 2022 đã về tới đại lý. Chính vì vậy, thông tin và hình ảnh của mẫu xe này tạm thời đã bị tiết lộ. Suzuki Stelvio trước đây cũng đã từng được bán tại Việt Nam và thuộc phân khúc xe hạng A, nhưng mẫu xe này không cạnh tranh được các đối thủ nặng ký ví dụ như là Hyundai Grand i10 hay là Kia Morning. Vậy nên là Suzuki đã quyết định dừng phân phối mẫu xe này tại Việt Nam từ năm 2019 và có thể phiên bản hoàn toàn mới của mẫu xe hạng A nhà Suzuki sẽ được trình làng tại giải đất hình chữ S trong năm sau. Quay trở lại với Suzuki Stelvio 2022 trong đoạn video của The Car Show. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì chiếc xe này thuộc vào bản cao cấp nhất, do đó xe được trang bị lưới tản nhiệt hình bầu dục mới, chia đôi bằng nẹp mạ chrome nằm ngang, kéo dài từ logo Suzuki đến đèn pha hai bên. Cụm đèn pha thiết kế hình tam giác mới, cản trước mới và hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Hai đèn sương mù tròn và nắp capo trông cơ bắp hơn đời trước. Thiết kế bên hông cũng tròn trịa như là mặt trước. Tay nắm cửa sau đặt trên cửa thay vì là cột C như thế hệ cũ. Cửa sổ cũng rộng hơn, bộ vành hợp kim mới. Gương chiếu hậu có thể điều chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Phía đằng sau thì Suzuki Stelvio 2022 có cụm đèn hậu mới ôm lấy hai góc đuôi xe, cản sau đơn giản, tích hợp hai đèn phản quang nằm ngang. Nhìn tổng thể thì so với thế hệ cũ, mẫu xe này trông thể thao hơn và có tỷ lệ kích thước lớn hơn. Nội thất của Suzuki Stelvio 2022 cũng được thiết kế lại. Không gian cabin rộng hơn này, chỗ để chân này, thoải mái này, ghế mềm mại hơn với ghế bọc da. Có thể thấy rằng bảng điều khiển trung tâm hiện đại hơn thế hệ cũ, đầu tiên là vô lăng đa chức năng. Hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng Smart Play 7 inch tương thích với cả Apple CarPlay và Android Auto. Điểm nhấn màu đỏ trong bảng đồng hồ và cần số mới. Suzuki Stelvio 2022 sẽ được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.0 lít 3 xi lanh. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa là 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 90 Nm. Động cơ yếu nhưng bù lại là chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, tốt hơn khi chỉ tiêu thụ mức nhiên liệu trung bình khoảng 3,8 lít trên 100 km. Chính vì vậy, Suzuki đã tự tin tuyên bố Stelvio thế hệ mới là chiếc xe tốn ít xăng nhất Ấn Độ. Đó có lẽ là một thông tin đáng chú ý nếu chiếc xe này được bán thị trường Việt Nam. Bởi có rất nhiều khách hàng là cũng đưa cái việc tiết kiệm nhiên liệu lên là một tiêu chí hàng đầu để lựa chọn mua xe, nhất là những cái phân khúc thấp như thế này. Vào ngày 10 tháng 11 tới đây thì Suzuki sẽ chính thức vén màn thế hệ mới của dòng hatchback đô thị Stelvio tại Ấn Độ. Theo tin đồn thì Suzuki Stelvio 2022 sẽ có tổng cộng 7 bảng trang bị và 6 tỷ trọng đồ sơn. Tại Việt Nam, đối thủ trực tiếp của Suzuki Stelvio là Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo, Honda Brio và đặc biệt là VinFast Fadil. Với những thay đổi toàn diện như hiện tại thì theo ý kiến cá nhân của tôi thì mẫu xe này nếu tiếp tục quay trở lại Việt Nam vẫn có cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ nặng ký của phân khúc. Còn bạn thì sao? Bạn thấy thế nào về mẫu xe này? Đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận để cùng chúng tôi trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ video và nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem clip hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.